Tổng thống Putin phản công các lệnh trừng phạt bằng cách kêu gọi tỷ phú Nga chung sức. Tổng thống Putin cho biết Nga đang phải đối mặt với cuộc chiến trừng phạt và kêu gọi tỷ phú, doanh nhân ưu tú tăng cường đầu tư để vượt qua khó khăn. Theo Reuters, ngày 16 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với đại diện cộng đồng doanh nghiệp bên thềm Hội nghị Liên minh Nhà công nghiệp và Doanh nhân Nga RSPP tại Moskva. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Putin đã kêu gọi tỷ phú, doanh nhân ưu tú tăng cường đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, cơ sở sản xuất cũng như phát triển các công ty mới để giúp cho Nga vượt qua những nỗ lực của phương Tây nhằm phá hủy nền kinh tế đất nước. Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc phương Tây muốn hủy hoại nền kinh tế Nga và khẳng định cho đến nay, Moskva đã vượt qua những nỗ lực này. Ông nhận xét thêm rằng những doanh nghiệp phương Tây ở lại Nga sau khi chiến sự bùng phát đã quyết định thông minh. Cũng theo Reuters, đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin có cuộc gặp trực tiếp với các tỷ phú hàng đầu của Nga kể từ khi xung đột Ukraine diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ông Putin khi đó nói rằng ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa lực lượng Nga vào Ukraine. Nhiều doanh nhân sau đó đã bị phương Tây áp lệnh trừng phạt. Các tỷ phú hàng đầu của Nga như Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, Alexei Modasov, German Khan, Viktor Vestergaard, Viktor Rasikov, Andrei Menchichenko và Dmitry Mazepin đều có mặt tại hội nghị này. Nga phải đối mặt với cuộc chiến trừng phạt nhưng đang nhanh chóng định hướng lại nền kinh tế, hướng tới các quốc gia chưa áp lệnh trừng phạt. Ông Putin nói với các doanh nhân, đồng thời cảm ơn họ đã hỗ trợ nhà nước. Tổng thống Nga cũng cho biết các báo cáo trong cuối 1 năm 2023 cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế Nga và kỳ vọng GDP quý 2 sẽ tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.